Này có tivi luôn nha bà con, xuống tivi này. Bây giờ không có đài gì đâu, sớm đâu đấy. Bên này là chỉnh đồ sáng này nè, đỡ xéo đây, thấy hai cái góc luôn, không? Mình dặn là tối lại thấy chưa? Đó, theo dự kiến đồng hồ sáng là chắc độ tương phản rồi các kiểu thôi nè. Dim smer nè, đèn này chắc đèn sáng này nè, dim smer này là sáng này. Mình dặn là nó đèn sáng hơn, thấy không? Thấy không? Chưa? Tối hơn này không? Dim smer là cái này. Còn nút này nè. Cái này FM108 nha. Hôm nay có ngõ gì đây anh em gì nghiên cứu nha, để bắt tông hỏi lại nha. Kiểu do con đa của Mỹ gì nha anh em, điện 120 IF. Này chỉ liên quan tới tần số rồi anh em ơi. Frequency. Nói chung là liên quan tới tần số 999 rồi gì đó anh em hiểu không? Mà bây giờ sống analog đâu có đâu, muốn xài cái này thì mình phải mua một cái bộ thu phát sống VHF với UHF này gì là này nè. Dò thử thôi chắc không có rồi nè mà. Sóng này đầy truyền hình vậy bỏ. Đâu có còn ở đâu người ta phát sóng đâu. Nó phải có nhà đài phát là mới bắt được chứ truyền hình mặt đất bây giờ bó hết trơn rồi. Xuống VHF coi. Trên này có mấy chế độ gì đó. Loud display hiển thị nhanh chậm. Radio Mỹ nó hay có cái chữ này nha. Này nó có một cái lo lên đây ha. Rồi là anten đủ luôn nha. Rồi mình coi sau lưng. Sau lưng thì chả có gì hết, sau lưng thì cũng chỉ có mấy cái nút chính gì thôi. Không, con này của Mỹ gì luôn nha anh em ơi. Con này là Made in Japan này, ha. Thấy chữ Japan không? Đó, Japan. Con này là 20W 60 60 60. Hiểu ra cũng lạ anh em ơi. Nhìn GC Bensney gì đây. Đó, bây giờ mình bật qua đài nghe nha. Tắt đèn nha anh em, khỏi sôi. Thì mình đã được nghe đến cái câu nói rất nổi tiếng này, cái cụm từ này. Kiếm đàn thiệt rõ cho nghe mọi người nghe. Với những cái tồn tại của tình xã hội mà nó luôn là cái đạo lý và cái đạo đức bảo vệ ngoại xung quanh. Và khi mà quý khách đến ấy, có hai cái cầu thang, vậy thì quý khách sẽ bước lên cầu thang nào để mà vào trong ngôi nhà? 100 tỷ đô cuối năm là hoàn toàn khả thi. Và ước tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Việt Nam sẽ đạt hơn 10 tỷ đô la Mỹ, một kỷ lục. Được đánh giá là đến cạnh tranh hơn về trình độ kỹ năng so với một số thị trường trong khu vực. Suy giảm kết hợp với các bệnh lý mãn tính. Rõ này. Bật đèn lên soi nha. Đèn dưới đó mình thấy thôi. Con này là Mỹ rẹt luôn nha. Mỹ gì luôn đó. Có tivi lắm. Bữa có mấy anh em nào hỏi có cái gì radio có tivi không đó. Dưới đây nó có hai cái chân nha nè. Để mình kéo qua. Kéo nhà này đỡ nhà này nè. Thấy giờ. Để vậy nó gối lên thì nó cao hơn khoảng 4cm 5cm. Nó nghiêng nhà này hả? Nó nghiêng một góc không? Nghiên gấp là khoảng 45 độ tầm đó, không tới. Chưa? Này, về leo vệ sinh này nha anh em. Để co cũng đẹp này, có tivi này. Anh em là muốn xài qua cái đầu CD thì có cách là mình móc cái AV ra thôi nha. Cho rin nó không có nha anh em. Nghĩa là những cái đời này nó cố hơn. Những cái đời vừa sau thì nó sẽ có AV sẵn, đời này không có nha.